danh tiếng của tứ đại phổ nữ trong giới thời trang. Ngô Thư Hân thái độ tệ nhất, Triệu Lộ Tư chỉ tỏ ra lịch sự bên ngoài nhưng thực tế cái nét khó coi. Hết lộ ảnh nhà kẹo cao su lại bắt nhân viên diện đầm rồi cười chê. Dương Tử được đánh giá thái độ rất tốt, chỉ tiếc fan của cô tiếng xấu đồn xa, bất ngờ nhất là Bạch Lộc khi được khen ngợi hết lời. Chỉ có điều sức ảnh hưởng không bằng các tiểu hoa khác. Idol Cbiz lâu chắc cũng nghe qua cái danh tứ đại phổ nữ. Đó là chỉ bốn cô gái có nhan sắc tầm thường nhất trong dàn mỹ nhân Cbiz, bao gồm Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân, Bạch Lộc và Dương Tử. Dạo gần đây, với sự trở lại đầy mạnh mẽ của tứ đại phổ nữ thì một blogger thời trang đã có bài đăng đặc biệt nhận xét về danh tiếng của bốn tiểu hoa này. Khiến cư dân mạng đồng tình nhất, đặc biệt là sau loạt lùm xùm gần đây, đó là lời nhận xét về Ngô Thư Hân. Blogger cho biết danh tiếng của Ngô Thư Hân trong giới thời trang là tệ nhất, không chỉ không cân được đồ hiệu, nhan sắc tầm thường mà thái độ còn rất không tốt. Bài đăng tiết lộ, những người từng hợp tác qua với Ngô Thư Hân cơ bản là không có ai nói tốt. Thậm chí khi họ nói về Ngô Thư Hân còn mang đến cảm giác cô gái này hơi phiền. Mà thực sự nhìn qua những hành động gần đây của Ngô Thư Hân thì cô nàng này đang mang đến cảm giác rất không tốt cho người qua đường. Lần gần nhất là tại họp báo của Phi Thành Vật Nhiễu. Nữ nghệ sĩ có màn tạo dáng uốn éo ngay trước mặt tiền bối khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Đã thế, giọng nói vốn đã điệu của Ngô Thư Hân còn bị cô cố tình bóp thêm cho dẹo, làm người nghe phải nổi da gà. Trước đó, Ngô Thư Hân cũng gây tranh cãi khi để bánh mì lên đường phố để chụp ảnh. Dù phía nữ diễn viên đã lên tiếng giải thích là đã ăn rồi nhưng lại bị chê là mất vệ sinh. Sau Ngô Thư Hân là đến Triệu Lộ Tư, theo nhiều nhận xét thì phong cách ăn mặc của Triệu Lộ Tư đỡ hơn Ngô Thư Hân, nhan sắc cũng có nhỉnh hơn một chút, ít ra không mang đến cảm giác như hot girl của Thánh Dẹo. Tuy nhiên, để nói Triệu Lộ Tư có khả năng cân đồ là không đúng bởi một số tạo hình của Triệu Lộ Tư vẫn rất ố dề. Về thái độ thì vị blogger này cho rằng ít ra Triệu Lộ Tư còn biết tỏ thái độ lịch sự nhã nhặn trước mặt người khác. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phản bác, cho rằng nữ diễn viên bên trong hậu trường lại có nhiều hành động kém đẹp. Gần nhất có thể kể đến màn nhả bã kẹo cao su khiến ai nấy đều phải lên tiếng chê trách. Một số khác còn đang lan truyền câu chuyện, cho rằng hồi xưa Triệu Lộ Tư từng bắt nhân viên mặc thử chiếc váy, sau đó cười cợt người này. Nếu đây là sự thật, thì thái độ của Triệu Lộ Tư cũng chẳng tốt hơn Ngô Thư Hân là bao. Trong khi đó, được khen ngợi hơn cả là Dương Tử và Bạch Lộc. Cả hai nàng tiểu hoa này đều có mối quan hệ rất tốt với người trong giới. Gần như là đóng phim xong thì đều giữ được tình cảm với các diễn viên và ekip đoàn làm phim. Điều này cho thấy khả năng xã giao của Dương Tử và Bạch Lộc không tệ. Về vấn đề thời trang, Dương Tử độ này đã tốt hơn rất nhiều. Nhan sắc xinh đẹp mà tạo hình của cô cũng ngày một cải thiện, trông có phần cao cấp hơn trước. Chỉ duy nhất một điều mà blogger này ngần ngại với Dương Tử, đó là fan của cô quá cuồng. Sơ hở là kéo nhau đi combat với người khác, ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của nghệ sĩ. Trong khi đó, Bạch Lộc tuy quan hệ với mọi người không tồi, nhưng khả năng cân đồ của cô lúc có lúc không. Tệ nhất là ở dĩ ái vi doanh, khi nữ diễn viên diện toàn đồ hiệu nhưng chẳng khác nào đồ tao bao. Được cái tính cách của Bạch Lộc không tệ, lại sở lời với mọi người, cũng rất quan tâm đến fan nên cô vẫn được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc hơn cả, đó là sức ảnh hưởng của Bạch Lộc so với Dương Tử, Ngô Thư Hân, Triệu Lộ Tư không lớn bằng.